Đây hướng màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi thẳng về quốc lộ 1A luôn nha anh chị, một trục đường thẳng luôn, thẳng vô tổng luôn, là ngay quốc lộ 1A, khoảng cách thì khoảng 600m là tới ngay quốc lộ 1A. Vô đó thì anh chị mình có thể là ghé về thành phố Mỹ Tho, rồi ghé về Long Định, cầu Kinh Sáng luôn nha. Tại vì cái địa chỉ của mình là thuộc xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay em về đây để quay giới thiệu cho anh chị mình một thửa đất có tổng diện tích là ước tính còn lại khoảng 3.100m². Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí, con đường và hướng đi cho anh chị mình tiện để tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng về quốc lộ 1A. Thì như khoảng cách hồi nãy em đã nói, khoảng 600m là tới ngay quốc lộ 1A. Nó ở đây sau này anh chị đi chợ, chợ Dòng Dứa, chợ Long Định gì cũng được, rất là gần. Có gì không cô? Đường này là đường Nguyễn Thị Thập. À, đường này có tương lai mở rộng ra nữa hả cô? Tương lai mở lại rộng ra 3m. 3m luôn ha? Đang dạ, dạ, dạ. Thì cái đường này là con nói là cái đường Nguyễn Thị Thập là cái đường. À, dạ, dạ. 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 Còn cái hướng ngược lại này, hướng này là anh chị đi thông về huyện lộ 34, thông về đường huyện lộ 35 luôn. Là ra ngay chỗ vị trí là ủy ban nhân dân xã Long Hưng, thì khoảng cách đâu đó tầm khoảng cũng 3,5km mới tới ngay ủy ban xã nha anh chị. Tại vì do mình thuộc xã Long Hưng nhưng mà mình giáp ranh với xã Long Định, cho nên ở đây thì mình gần chợ Long Định, cho nên mình đi chợ Long Định cho nó gần nha. Còn đường này như nãy cô đã nói, chuẩn bị mở rộng ra 3m. Đường này ô tô 4 chỗ mình chạy vào là thoải mái rồi, mà có cái 7 chỗ thì nó hơi khó nha anh chị. Bởi vì em thấy nó cũng hơi hẹp, hẹp là hẹp cái đường đan đó. Còn cái lề á, thì người ta đã biết có dự án mở ra bự. Thì bự 3m đường ra nông thôn nha anh chị, chứ không phải là đường bự kia nha. Thành ra người ta làm hàng rào thì cũng có thục vô được hết rồi. Và cái diện tích đất mình là cái thửa đất này, tính từ ngay miếng này nè anh chị, đôi dài ngoài luôn, là mình có mặt tiền 60m. Và chiều sâu thì đâu đó tầm khoảng 5 mấy m nha anh chị. Tại vì do cái sổ cũ, sổ này chính xác trong cái sổ của mình á, là cái sổ hồi xưa luôn, là để là 3.400m². Nhưng mà do ngày xưa là đường bờ ruộng, là ngày xưa nó rất nhỏ, rồi mới nới ra lần vậy nè. Rồi thêm bên đây nữa là một cái con đường nhỏ nữa, cho nên ước tính đâu đó còn phải chừng 3.100m². Thì để em đi hết cái phía mặt tiền, sau đó em sẽ tiến vào bên trong cho anh chị mình xem nha. Đó, ngay đây thì có một cái đường đi vô vuông người ta nữa nè, nhưng mà nó nằm ngay cái cảnh sát góc đường bên đây. Bên trong mình thì nói chung là tầm vừa mã lai nha anh chị, đang đặt nhỏ nhưng mà lấy ngắn nuôi dài á, thì có tầm một số cây tắc, cây hạnh đâu nè đó, và cây đu đủ nha. Đó, đường thì nứt về thì chẳng bị làm là phải rồi. Còn cái này nếu mà nhà nước làm á thì mình phải hiến đất nha anh chị, tại mình cặp lộ là mình phải hiến đất. Bây giờ hiện tạng nó đâu đó tầm khoảng 2m2 thì mình phải hiến thêm, nói chung là mình hiến thêm khoảng 1m nữa đi, để cho mình có cái lề đồ luôn. Thì bên đây 1m, bên đây 1m vậy đó. Giá này anh chị mình có thể... Đó, anh chị thấy ha, đối diện với mình thì cũng có nhà nữa, cột điện nhà nước đi đây sẵn luôn. Đó, thì cái vị trí thì em thấy nó thẳng về quốc lộ 1A thì nó cũng đẹp. Tuy nhiên nó có một cái điểm yếu là ngay chỗ gần ngay cái vị trí cuối đất mình á, là nó có một cái đường dây điện cao thế, cho nên nó cũng lem lem dính vô đất mình một tí mà của cái phần bên đây nha. Theo cô thấy là hồi đó cái nhà của anh cô á, thì ở đây thì ổng dời qua mấy bên đó đó. Là hồi đó nhà ngay chỗ này dính luôn, nhà của anh cô ấy ha. Nhà anh cô ngay thường thì hình như là dính này, một bên á, ngay tiêm điện vô một bên bỏ 7,5m gì vậy, hai bên là 15m á, bỏ tiêm điện. Tại vì tính cái lề của nó là hai bên hành lang của nó là 15m, như vậy thì tính từ đó qua đây là 7,5m à. Có rồi. Đây nha anh chị, tới đây. Tới ngay miếng này. Thì thành ra mình thẳng lên dây điện luôn á, thì mình dính một cái ngay cái tim điện. Thì vô đây chắc phải bỏ qua 7m, 7,5m. Bỏ qua nữa cái ha. Lộ này là bỏ qua bên 1m nữa. Đường Nguyễn Thị Thập. Là đây là cái lộ của mình 2m rồi. Đó ha anh chị thấy ha, đây là cái mảnh đất mình đây ha. Do nắng quá thì em lại ngay chỗ miếng mát rồi em xây về hướng mặt tiền cho anh chị mình xem. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng chánh đông luôn nha anh chị, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Thời gian đi là 14 phút, khoảng cách là 8,9 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 59 phút, khoảng cách là 59 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 26 phút, khoảng cách là 61 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cái thửa đất của mình cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể nha. Do cái mảnh này là nó có diện tích trong sổ là 3.400 m² nha anh chị. Em gửi sổ cho anh chị coi thì thấy 3.400 m², nhưng mà diện tích chủ cũng có nói rồi, còn lại đâu đó tầm khoảng chừng 3.100, 3.200 gì đó hả nha. Nhưng mà em độ 3.100 đi cho nó chắc. Nói về cái sổ mình thì sổ cũ cho nên là nó còn là đất lúa nha anh chị. Nhưng mà ở đây phù hợp lên cây lâu năm, lên thổ cư luôn, cho nên vấn đề đó thì anh chị mình an tâm đó, tại cái sổ quá cũ rồi. Thì giá chủ hiện tại gửi cho em bán là 1 tỷ 100 triệu cho 1.000 m², tức là em tính trọn cho 3.000 m² đi, cho dễ tính mà cũng dễ hiểu nha. 3.000 m² là chủ kêu 3 tỷ 300 triệu, còn cái lẻ đó thì mình tính sao. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0395454645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này. Được thì mình gặp chủ, mình có thể nói chuyện với chủ và anh chị mua cái mảnh này, vì anh chị sau này cũng có thể đầu tư lại, hoặc là anh chị cũng có thể cất nhà vườn, là rất tuyệt vời luôn nha anh chị. Tại vì em nói tuyệt vời là sao? Tại đất mình em thấy cũng rất là cao, tại clip thì bự, ao thì nhỏ, mà ao thì đang xuôi theo cái mặt tiền đường lộ mình luôn, thay vì ao ngang vậy thì nó dở nha. Còn ao xuôi này nè là để làm chi? Để sau này anh chị mình có thể ra riêng cho con anh chị gì á, mình chặn ngang nó dễ, chứ thì cái ao mà đi ngang vậy á thì mình phải hàng ao nữa, nó cực. Còn xuôi về mình cho nó bao nhiêu clip vậy đó, nó cũng dễ nha. Thì tổng quan của mảnh đất mình thì em đi từ đầu trên mà xuống tới đầu dưới bên kia thì nó cũng như vậy thôi. Tại vì xung quanh thì dừa nó còn nhỏ, hạnh tắc thì nó cũng mới vừa dây ra đây thôi, cũng không thấy gì. Nhưng mà đất mình là đất sạch, ngày xưa là làm ruộng, là trồng lúa đó anh chị. Rồi sau này bắt đầu lên trồng gãy, là trồng ngò, rồi trồng ngò, trồng rau húng nữa. Rồi bây giờ thì chủ lên thẳng lên vườn. Chỉ có đẹp là vì hướng quốc lộ 1A nó gần. Rồi đi chợ Long Định thì nó cũng gần. Mà dở một cái là bị vướng một cái mép bên ngoài, dính vô ngay chỗ cái lưới điện cao thế. Nhưng mà đâu đó lọt vô phải chắc tầm khoảng 7,5 m đó. Đó ha, đó thì anh chị cũng biết là được cái mặt tiền mình rộng nha anh chị. Mặt tiền mình thì 60 m. Do cái sổ cũ á, nó không có hiển thị hình vẽ ngang nhiêu dạng nhiêu, nhưng mà em bắt từ cái miếng ngoài kia em đo dài ra ngoài tới cái miếng ngoài này là 60 m mặt tiền. Đó. Thì đường này bây giờ đang thấy vậy, chứ nếu mà nó ra đan 3,5 m, 3 m hay 3,5 m cô? 3 m. Ra 3 m thì nó sẽ đẹp nha. Với đan mình nó cũng bị nứt rồi, nó cũ rồi, nó xuống cấp. Rồi thành ra giờ phải làm lại, là đổ đan qua mỗi bên là 5 tấc, tức là phải hiến ra mỗi bên 1 m nữa. Mỗi bên nữa 1 m hả? Đủ đan ha. Không có lề hả? Không biết lề là sao chị, đó làm cô không biết. À, rồi, thường thì nó ra mỗi bên 1 m thì có lề nữa. Dạ. Nhưng mà cũng đó là cô không biết. À, dạ, biết sao nó vậy ha. Dự án là cô đã biết như vậy nhưng mà có bỏ thêm lề nữa không thì cô không biết. Dạ. À, ok rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã trình bày với số. Dạ rồi đây, anh chị thấy đây. Cái khu này chuối đồ cũng chủ cũng đang trồng. Rồi đây thì đối diện mình là bưởi nha. Rồi anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất này thì cứ alo cho em đi, rồi em dẫn anh chị mình đến xem. Một trục đường thẳng từ quốc lộ ra luôn. 4 chỗ thì anh chị ra tới nha, còn 7 chỗ thì có thể đậu bên trong rồi em chở anh chị mình ra. Anh chị mình xem, được thì anh chị mình mua, không được thì em chở anh chị hoành tới vô. Để lên xe em dẫn đi xe miếng khác nha, chứ chưa về đâu nha anh chị. Anh chị xuống đây thì miếng này không được, em dẫn miếng khác, chứ không phải xuống còn miếng anh chị về đâu. Em còn nhiều miếng lắm, nhiều khi chủ gửi nhiều lắm mà em không có quay, tại vì nhiều khi quay lên nó lộ anh chị, nó lộ lên hết. Để lại đó để
giá đồ này kia. Nhiều khi chủ người ta có người chủ người ta ngại nữa. À, rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Giá của mảnh này là 1 tỷ 100 triệu cho 1 ngàn mét vuông. Giá hết đất đâu đó tầm khoảng 3 tỷ à. 3 tỷ 3 nha. Tổng diện tích là ước tính còn lại là 3.100 mét vuông. Rồi em xin chào.